1001 câu chuyện. Ngày xưa có hai chị em, cô chị thì tên là Ella và cô em thì tên là Silla. Hai chị em rất là ham chơi và đã rủ nhau vào trong rừng chơi mãi cho đến khi một trong hai người bị lạc lúc nào không hay luôn. Chị ơi, em thấy là mình đi sâu lắm rồi, hay là chị em mình về đi, kẻo lại bị lạc đó. Trời cũng đã gần tối rồi, đang chơi vui gần chết, dễ gì mà về. Em có về á, chị em về trước đi, chị phải đi tiếp đây. Về cứ nói với mẹ là chị ghé qua nhà bạn rồi, có gì tối chị về. Nhưng mà em lo. Thôi, chị em mình cùng về đi. Về còn để mà giúp mẹ việc nhà nữa, chứ đi chơi mãi như thế không được đâu. Chị hứa với em là đi một xíu thôi mà. Con này, đi về chút đi, xíu nữa hai về. Còn bây giờ hai mới đi chơi tiếp đây. Ở trong đây còn nhiều thú vui như vậy mà, làm sao mà về sớm được cơ chứ. Vậy thôi, chị ở lại chơi cẩn thận. Em về trước á, chị coi về sớm nha. Cái con nhỏ lắm chuyện này. Nghĩ sao vậy? Bây giờ mình phải đi tiếp, đi sâu bên trong, chắc là còn nhiều thú vui lắm đây. Cô chị vốn là ham chơi, lười biếng, cho nên là không muốn về nhà để làm việc nhà. Cho nên là cô chị cứ đi chơi mãi đi mãi. Và thế là cô đã đẹp lạc vào một cái vườn hoa rất là xinh đẹp. Và rồi có một cô gái xinh đẹp có một mái tóc dài và màu vàng xuất hiện. Nè cô gái kia, cô là ai? Tại sao cô lại dám xâm nhập vào vườn hoa tiên của ta như thế này? Ủa, đây là vườn hoa của cô đó hả? Công nhận đẹp thiệt. Ai kêu vườn hoa của cô đẹp quá thì tôi mới tới đây thôi. Nhưng mà tôi có chuyện nhờ cô nè. Mà cô là ai vậy? Nhưng sao trên cái chén của cô có cái chấm gì lão quá vậy? Lần đầu tiên tôi mới thấy luôn. Ngay cả bộ đồ của mặc và cả mái tóc của cô và cả cái vương miện của cô nữa. Cô có thể cho tôi một vương miện của cô không? Cô chị tính tình tái mái tay chân, làm cho hả nàng tiên của chúng ta rất là bực mình. Nè, cô có thể lịch sự một chút xíu được không hả? Đừng có tái mái tay chân như thế được không? Cô muốn nhờ tới chuyện gì? Cô có thể chỉ đường cho tao về nhà được không? Bây giờ tao lỡ đi lạc rồi. Muốn về nhà hả? Được thôi, nhưng mà ta có điều kiện. Điều kiện ư? Giúp người mà cũng cần điều kiện. Đúng vậy, bây giờ có chấp nhận điều kiện không? Hay là muốn ở đây với ta luôn? Nói chung là ở đây cũng có rất là nhiều việc cho cô làm đó. Một là cô muốn về, hai là cô muốn ở lại đây. Thôi được rồi, điều kiện gì thì cô cứ nói đi. Bây giờ vườn hoa của ta kìa, rất là nhiều sâu luôn. Cô có thấy những con sâu màu đỏ đó không? Nó đang phá hại vườn hoa của ta. Cho nên là cô có thể bắt hết tất cả các sâu trên vườn hoa của ta không? Nếu như xong việc rồi, ta sẽ chỉ cho cô công việc thứ hai. Cô chỉ cần làm hai công việc thôi là ta sẽ chỉ được cho cô về nhà một cách an toàn. Ngoài ra, cô còn sẽ nhận được một món quà từ tôi. Coi như là tôi trả công cho cô vì đã bắt sâu cho vườn hoa của tôi. Cái gì? Cô nghĩ sao vậy? Trời ơi, những con sâu ghê tởm này mà bắt tôi phải bắt ư? Vậy bây giờ, cô bắt sâu hay là cô muốn về nhà? Thôi được rồi, để tôi bắt làm cái ớt. Tôi cho cô thời gian là 15 phút. Cô phải bắt sạch sâu trên vườn hoa cho tôi. Bây giờ tôi phải đi đây. 15 phút sau tôi sẽ quay lại. Trời ơi, những con sâu ghê gớm này. Nghĩ sao hả mà bắt mình phải đi bắt sâu? Kệ, không sao. Mình cứ vui chơi cả vườn hoa xinh đẹp như thế này. La 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 la. Chẳng lẽ cô ta không đưa ta về nhà? Trong cô ta cũng xinh đẹp và phúc hậu mà. Và thế là cô chị bản tính ham chơi, lười biếng, cho nên là không có bắt sâu trong vườn hoa. Cứ thế, ngoài ra cô đã không bắt sâu mà cô còn ngắt hái phá hoa của nàng tiên nữa. Trời ơi, thiệt là tệ hại. Và thế là 15 phút trôi qua, nàng tiên đã quay trở lại. Trời ơi, cái gì đây nè? Tại sao cô lại dám phá hoại vườn hoa của ta? Cả sâu bọ cũng còn. Cô không muốn về nhà ư? À thì không phải, chuyện là tôi đang bắt, tự nhiên cái nó chui trong người tôi ngứa quá, tôi đứng tôi gãi từ nãy giờ á. Tôi gãi rồi tôi lỡ hả nhảy dãy dụ á, tại vì mấy con sâu này nó sợ quá cho nên là tôi mới làm rụng bông của cô. Cô tha lỗi cho tôi nha. Thôi cô cho tôi làm việc khác đi, tôi không có bắt sâu nữa đâu, mấy con sâu này rất là đáng sợ. Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội cuối cùng, công việc thứ hai. Nếu như cô mà làm không được thì cô phải nhận hậu quả. Cái tội của cô là phá hoại vườn hoa của ta, đã vậy còn tái mái tay chân. Bây giờ cô ra vườn kế bên sẽ có một khu rừng nọ có rất là nhiều bông hoa, có một bông hoa hướng dương thật là to, và trên bông hoa hướng dương đó sẽ có một hạt kim cương rất là to. Cô mang về đây cho ta, nhưng mà với một điều kiện, cô phải xin phép ba nàng tiên bướm có mặt ở khu vườn đó, biết chưa? Còn nếu không thì tôi sẽ không biết kết quả như thế nào đâu. Tôi cho cô 15 phút, cô bắt đầu đi làm đi. Trời, tưởng gì chuyện nhỏ, tưởng gì lấy kim cương hả? Được thôi. Và thế là cô nàng của chúng ta bắt đầu đi và đã gặp được ba nàng tiên bướm trông lạ mắt, cho nên là cô lại tái mái tay chân chọc ghẹo ba nàng tiên bướm của chúng ta. Gì, người gì đâu mà kỳ cục lại có cánh.
lần đầu tiên tao mới thấy luôn. Ôi trời ơi, cái hạt kim cương thật là to. Nhìn ba nàng chim bướm này nó ngáo sao á, cần gì phải hỏi, tự lấy đi cũng được mà. Và thế là cô không phải xin phép ba nàng tiên bướm và cô đã bỏ đi. Tiên bướm xanh và tiên bướm tím ơi, cô gái lúc nãy là ai mà sao kỳ cục quá, dám phá chúng ta mà còn lại lấy đi báo vật mà không nói chúng ta tiếng nào hết vậy nè. Mình phải qua hỏi bà tiên hoa mới được. Hỏi làm gì, tụi mình cứ trừng phạt thẳng tay đi. Người gì đâu mà kỳ cục à. Sao rồi, cô đã đem được viên kim cương đó về đây cho ta chưa? Đây nè, dễ ợt. Mà tôi thấy ba cái con bướm đó nó ngáo làm sao á, cho nên là tôi không cần hỏi và tôi đã lấy về cho cô rồi đây. Bây giờ cô có thể đưa tôi về nhà được chứ? Cái gì? Cô không xin phép ba nàng tiên bướm ấy ư? Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô về nhà. Chẳng qua đây là công việc để tôi thử cô thôi, nhưng mà cô phải nhận hậu quả đó. Và thế là cô nàng tóc tím của chúng ta trở nên xấu xí, mặt mày nổi đầy những hạt đen và cả tay luôn. Trời ơi, xong rồi. Đây là hậu quả của cô phải gánh chịu cái tội phá hoại và làm biến. Chỉ có một việc như thế thôi mà cô làm không được. Thôi bây giờ ta sẽ đưa cô về với hình hài như vậy, cô phải tự chịu đi. Tại sao lại như thế này cơ chứ? Và thế là nàng tiên của chúng ta đã đưa cô nàng tóc tím về nhà. Nhưng mà về nhà với một thân hình rất là xấu xí luôn. Đó là cái tội mà cô làm biến và ham chơi đây. Và rồi còn cô em thì không thấy, mãi không thấy chị về, cho nên đã quay trở lại và tìm cô chị. Nhưng không biết rằng cô chị đã trở về nhà trước đó rồi. Cô em cũng đã đi lạc đến vườn hoa của nàng tiên đó và nàng tiên cũng xuất hiện. Này cô gái, cô là ai? Tại sao dám xâm nhập vào vườn hoa tiên của ta? À, tôi đi tìm chị gái của mình. Do ham chơi, chị gái của tôi đã đi lạc. Cô có thấy chị gái của tôi không? Với lại tôi cũng bị lạc luôn rồi. Cô có thể giúp tôi đưa tôi về nhà được không? Được thôi, nếu như cô muốn về nhà và thấy chị mình thì cô phải giúp tôi làm hai công việc này. Khi mà cô hoàn thành tốt thì cô sẽ được về nhà và cô sẽ nhận được một phần quà của tôi. Coi như tôi cảm ơn cô đã thực hiện được hai việc làm đó. Được, tôi đồng ý. Và thế là nàng tiên cũng ra hai điều kiện giống như là đã ra điều kiện cho cô chị. Đó là bắt sâu và gặp các nàng tiên bướm để lấy kim cương về. Điều kiện của tôi chỉ có nhiêu đó, cô có làm được không? Bây giờ cô hãy làm việc đầu tiên trước đi, là bắt những con sâu đỏ kia. Được, tôi sẽ làm ngay. Tôi cho cô 15 phút, bây giờ tôi đi, 15 phút sau tôi quay lại để kiểm tra vườn hoa nhé. Và thế là cô em bắt tay vào việc, bắt sâu thật nhanh và thật kỹ. Ôi, thật là kỳ lạ, khi cô đã bắt xong sâu thì những chỗ con sâu đó lại nở ra những bông hoa khác, thật là đẹp, những bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh. Và thế là 15 phút đã trôi qua, cô nàng tiên của chúng ta đã quay trở lại. Wow, cô đúng là thật là siêng năng. Ôi, những bông hoa mới nở thật là đẹp. Tôi cảm ơn cô nhiều nha. Còn bây giờ công việc thứ hai, cô phải đi qua vườn hoa kế tiếp lấy cho tôi viên kim cương được đặt trên bông hướng dương. Và ở đó sẽ có ba nàng tiên bướm. Trước tiên cô không được chọc phá các nàng ấy, và cô phải xin phép các nàng ấy để lấy viên kim cương về đây cho ta. Cô có làm được không? À được, chỉ cần cô đưa tôi về nhà và gặp chị tôi thì tôi làm cái gì cũng được. Bây giờ tôi đi liền đây. Cô hãy nhớ là 15 phút. Và thế là cô em đã đi đến vườn hoa. Đúng như lời của nàng tiên nói là có một bông hoa hướng dương, và trên bông hoa đó có một viên kim cương thật đẹp và to. Wow, ba nàng tiên bướm thật là xinh đẹp. Các nàng tiên bướm thật là lộng lẫy. Này các cô à, các cô cho phép tôi lấy viên kim cương kia đi qua cho bà tiên hoa nha. Ta cảm ơn nha cô gái xinh đẹp, cảm ơn vì những lời khen. Ôi, cô gái này dễ thương biết mấy, chẳng buồn cho cô gái kia. Được rồi, bà chúng tôi cho phép cô lấy viên kim cương đó đem qua cho nàng tiên hoa đấy. À, tôi cảm ơn nha, tôi cảm ơn ba nàng tiên bướm xinh đẹp, bây giờ tôi sẽ lấy nó đi. Và thế là 15 phút trôi qua, cô em của chúng ta đã cầm được viên kim cương về. Tôi đã cầm viên kim cương về cho cô, giống như lời cô đã dặn đây, tôi đã xin phép ba nàng tiên bướm, đây. Cô quả đúng là một cô gái dễ thương và siêng năng. Viên kim cương này là món quà tôi tặng cho cô. Nó không phải là một viên kim cương bình thường đâu, cô cứ mang về nhà, nó có thể làm cho chị của cô trở nên bình thường trở lại đó. Ủa, cô nói vậy là sao? Cô đã gặp chị tôi sao? Thì bây giờ tôi đưa cô về nhà thì cô sẽ biết. Nhưng viên kim cương này quý giá như vậy, tại sao cô lại tặng cho tôi? Vì cô là một cô gái tốt bụng, siêng năng, lại lương thiện, cho nên tôi muốn cảm ơn cô đã bắt sâu và làm cho những bông hoa mới nở kia ra đẹp hơn, vườn hoa của tôi trở nên tươi mới hơn, thì tôi sẽ tặng cho cô thôi, đó là điều đương nhiên. Còn bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà. Tên tên, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Mấy em có thích câu chuyện của chị không nè? Còn bây giờ thì câu chuyện đến đây sẽ ngừng, và chị hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau nhé. Bye bye.